hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan từ ngày 30 tháng 6 tới ngày 9 tháng 7 năm 2023. Hội chợ tổ chức tại khu đô thị Golden City, miễn phí vé vào ban ngày, ban đêm có nghệ sĩ biểu diễn để thu vé 30.000 đồng một người. Tại đây, ngoài việc mua bán các sản phẩm Việt Nam Thái Lan thì còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác nữa. Ví dụ như chụp ảnh với robot khổng lồ, rồi các chương trình ca nhạc hàng đêm, khu vui chơi cho trẻ em, khu vực làm bánh dân gian Nam Bộ, vân vân. Đặc biệt là khu vực ẩm thực Việt Nam Thái Lan với hàng trăm món ngon rất là hấp dẫn. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình đi tham quan một vòng hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam Thái Lan năm 2023 tại thành phố Long Xuyên. Khu hàng Thái Lan. Rộng lắm nha. Thật món ngon Việt Nam Thái Lan. Chỗ này đông nè. Bao giờ anh dung thương thật lòng cách xa dư thương, có bao giờ anh nhớ thương một người chắc không phải. Ở đây có quầy đặc sản An Giang, có thốt nốt, miếng thốt nốt, cà na, bánh bò thốt nốt. Cấm dẹp. Bánh tét nhỏ xíu. Bánh dân gian Nam Bộ số 10 Cần Thơ. Bánh lá, bánh bột bán, bánh bò, bánh ức trần, bánh lúa, bánh da lợn, quay dạ. Ở đây có khu trò chơi cho trẻ em. Khu hàng Việt Nam và thương mại tổng hợp. Siêu thị hàng gia dụng, rồi khu hàng Việt Nam, đằng kia là khu hàng các sản phẩm ô cốp. Khu sản phẩm ô cốp của thành phố Long Xuyên. và điện thoại của khách hàng để đảm bảo công tác an ninh trật tự. Ban tổ chức đã lập